đội tuyển Thái Lan sẽ chơi như thế nào dưới thời SLV Akizanisino. Sở dĩ SLV Milzop Anja Evac, người Serbia, thất bại ở đội tuyển Thái Lan trước đây xuất phát từ chỗ ông lựa chọn lối chơi không phù hợp với cầu thủ bản địa. Thời SLV Anja Evac, đội tuyển Thái Lan đá bóng dài quá nhiều, chơi vượt tuyến nhiều hơn thói quen của các cầu thủ Thái Lan. Lối chơi này, ngoài chuyện khiến cho các cầu thủ đất chùa vàng khó thích nghi, phối hợp không nhuần nhuyễn, còn vô tình triệt tiêu vai trò của nhiều ngôi sao sáng nhất của bóng đá Thái. Hầu hết các cầu thủ giỏi nhất của bóng đá Thái Lan hiện tại đều chơi ở hàng tiền vệ, nổi bật nhất trong số này là Messi Thái, Chan Ah-yip-som Jasin, Sanja Water Demeter và Thiti Phanter Oanh Chan. Nhưng khi đội tuyển Thái Lan dưới thời SLV Anja Evac chơi bóng dài quá nhiều, sự sáng tạo của các cầu thủ này không được phát huy, bởi bóng thường được đưa thẳng từ hàng hậu vệ lên hàng tiền đạo, không qua chân các tiền vệ tấn công, nhất là các tiền vệ nổi tiếng với lối đá nhỏ như Chan Ah-yip-som Jasin và Sanja Water Demeter. Thực tế đó dẫn đến chuyện nhiều ngôi sao của bóng đá Thái Lan giai đoạn SLV Anja Evac còn cầm quân không mặn mà khoác áo đội tuyển, vì không được phát huy đúng sở trường, trước khi xảy ra tình trạng đội bóng đất chùa vàng trở nên yếu hơn khả năng của chính họ. Giờ, SLV Akizanisino cầm quân, bóng đá Thái Lan hy vọng đội tuyển nước này sẽ có lối chơi phù hợp hơn. Ông Nisino là một người Nhật Bản, với cách xây dựng lối đá gần giống với lối đá của bóng đá Thái Lan thời SLV Kietisak. Đội tuyển Nhật Bản của SLV Akizanisino tại VCK World Cup 2018 phối hợp nhóm rất hay, tấn công rất biến hóa. Thái Lan hiện tại cũng có đủ con người có thể thực hiện điều tương tự. Dĩ nhiên, chất lượng cầu thủ của Thái Lan không bằng chất lượng cầu thủ Nhật Bản, nhưng những Chan Ah-yip-som Jasin, Thiti Phanter Oanh Chan hay Sa-ek-yu-yen vẫn đủ khả năng giúp đội tuyển Thái Lan thực hiện tốt lối chơi phối hợp nhóm. Đồng thời, dù sao lối chơi này cũng hợp với bóng đá Thái Lan hơn là lối đá dài. Lợi thế khác mà SLV Akizanisino đang có trong việc xây dựng lối chơi cho đội tuyển Thái Lan, đó là ông sở hữu nhiều cầu thủ đang thi đấu tại Nhật Bản, quê hương ông. Những cầu thủ như Thiaat Onbun Mathan, Yokohama Merinos, Thiti Phanter Oanh Chan, Oita Trinh Ita và Chan Ah-yip-som Jasin, Kan Azolesa Pozo hiểu lối chơi của bóng đá Nhật, sẽ dễ dàng tiếp thu lối đá mà SLV Akizanisino thổi vào đội tuyển Thái Lan. Thời kỳ mà bóng đá Thái Lan thành công nhất trong những năm gần đây chính là thời kỳ của SLV Kietisak. Với khả năng phối hợp nhóm nhanh như điện xẹt của các cầu thủ giàu kỹ thuật bậc nhất xứ chùa vàng. Giờ, dưới thời SLV Akizanisino, đội Thái Lan lại nghĩ đến chuyện tái hiện lối chơi đấy. Kim Điền, nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.